Vừa qua tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ sập tường khiến ba công nhân đang làm thì bất ngờ bị vùi lấp. Hàng chục người ở ngoài hốt hoảng lao vào đống đổ nát để giải cứu. Theo clip đăng tải, ba công nhân, hai nam một nữ đang làm việc cải tạo hệ thống thoát nước của xóm. Một chiếc máy xúc cũng tham gia nạo vét cùng các công nhân. Tuy nhiên, do chân tường bị mút sâu, trong quá trình nạo vét, máy xúc va chạm vào đã khiến bức tường bất ngờ đổ sập xuống, đè vào ba công nhân này. Khi đó, hàng chục người đang đứng xem công trình, người đàn ông lái máy xúc và nhóm người lập tức đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. May mắn là ba công nhân chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay khi đăng tải khiến cộng đồng mạng sợ hãi, qua sự cố này mong rằng mỗi người cần nâng cao tuân thủ các quy định về an toàn lao động được quan tâm nhắc tới để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.